là cái dĩa ốc hoa chuối mình cũng đã làm đó mọi người. Nó rất là ngon đó mọi người. Mình chỉ làm dân dã theo nhà quê thôi nha mọi người. Và bây giờ mình xin mời mọi người cùng xem cách chế biến của gia đình mình nha mọi người. Nghe channel xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Và đây là cái lượng ốc mình cũng đã đi bắt cách đây vài hôm và mình cũng đã ngâm rất là kỹ đó mọi người, với cái số lượng thì cũng rất là nhiều. Thì mình cũng làm được một món trước rồi đó mọi người, mà món trước là mình làm ốc xào sả ớt, còn hôm nay mình sẽ làm cho mọi người cùng xem món ốc hoa chuối. Đây là món ốc hoa chuối đây mọi người. Nguyên liệu mình gồm có là ốc nè mọi người. Đây Mình là kêu cái bắp chuối nha. hoa chuối. Hoa chuối là mình ở nơi mình là chỉ gọi là cái bắp chuối nè mọi người, có người gọi là hoa chuối. Và đây là sả. Và đây là tỏi. Đây là gừng. Và đây là ớt. Ớt sắc và ớt sắc và ớt băm nha mọi người. Đây là ít lá chanh. Và đây là tiêu, ớt, chanh. Và gia vị mình gồm có là hạt nêm, nghệ, tiêu và bột ngọt và dầu ăn. Và có tiêu khô nữa đó mọi người. Đây là cái hũ tiêu khô đây ạ. Và bây giờ xin mời mọi người cùng xem gia đình mình cùng chế biến món ăn này nha mọi người. Và bây giờ sẽ bật bếp lên nha mọi người. Và chảo cũng đã khô rồi đó mọi người. Thì bây giờ là ông xã mình đã đổ dầu vô rồi ạ. Dầu nó nóng thì mình bỏ tỏi vào rồi mình thử cho mọi người. Để nắng cái sao? Rồi dầu cũng đã nóng rồi đó mọi người, thì bỏ tỏi vào thử. Cái mùi tỏi nó bốc lên cũng rất là thơm. Đúng rồi, đúng rồi. Tỏi có ít gừng sắc nữa đó mọi người, cộng cộng đó là gừng sắc đó. Chờ tỏi với gừng cho nó thơm, nó cháy một xíu thì sẽ đổ ốc vào nha mọi người. Rồi bây giờ là sẽ đổ ốc vào đó mọi người ơi. Những món này đó mọi người, món ốc hoa chuối là mình chỉ làm theo cái cách của gia đình mình ăn thôi nha mọi người. Mình không có một cái công thức nào, cho nên là mình chỉ làm như thế nào thì mình qua cho mọi người xem như thế đó nha mọi người. Mọi người biết cái cách nào hay nữa thì mai mốt comment, mai mốt mình đi bắt tiếp để làm thử món khác. Còn mọi người có cách nào hay thì cho mình comment ở dưới rồi mình sẽ đi bắt và mình sẽ làm những món như mọi người cùng chị nha. Bây giờ là cho ít sả vào đó mọi người. Cho sả vào thì cái mùi thơm nó bốc lên ngất ngay luôn đó mọi người ơi. Ốc này là nó rất là ngọt luôn. Nên là nêm ít chứ không nêm nhiều là nó mặn hết. Nó ngọt coi như là thịt bò mà bỏ nhiều là nó mặn. Ốc này là nguyên thủy của nó thì nó đã ngọt rồi nha mọi người. Khi mà mình nêm thì mình nêm cái gia vị bột ngọt rồi thì mình nêm giới hạn vừa phải lại nha mọi người. Nếu nêm nhiều thì nêm mặn, nêm muối thì nó sẽ bị mặn đó. Mong mọi người là để ý cái đó.
Rồi, ập nắp lại để xem nào. Và bây giờ thì sẽ đậy nắp lại nha mọi người, chờ cho nó chín một xíu. Và bây giờ thì sau vài phút thì nó cũng đã chín rồi đó mọi người, thơm lận, thơm ngất ngây, mùi thơm ngất ngây đó mọi người ơi. Nêm nếm. Rồi bây giờ thì ông xã mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người, cho ít bột ngọt. 19 ít tiêu, cho ít tiêu xay. Và sẽ bỏ vào ít hạt nêm. Cho vào hai chuỗi tiêu đó, cho hai chuỗi tiêu xanh vào đó mọi người. Bây giờ đã cho các thứ rồi thì mình trộn đều nó ra, cho hạt nêm. Mình trộn đều nó lên nha mọi người. Mình trộn đều thì nó sẽ thấm đều và nó ngon hơn nha mọi người ơi. À, thơm lắm mọi người ơi. Mình đứng thơm ngất ngay luôn. Rồi bây giờ cũng sẽ bỏ ớt vào nha mọi người. Sẽ bỏ ít ớt cắt vào nha mọi người. Chúng ta bỏ hạt chuối vô cuối cùng. Và bây giờ thì tiếp tục ụp cái nắp lại cho cái nước nó sang lại nha mọi người. Cho cái nước nó sang lại rồi sẽ bỏ hoa chuối vào nha mọi người. Bỏ hoa chuối vào cùng đây là xong. Khô nước rồi đó mọi người, thì mình dỡ ra mình trộn lại. Mình trộn đều nó nha mọi người. Bây giờ sẽ bỏ hoa chuối vào. Bỏ hoa chuối ra rồi trộn lên. Rồi bây giờ là trộn hoa chuối với ớt cho nó đều nha, nó thấm cho nó ngon nha mọi người. Thấm đều hết cái hoa chuối rồi đó mọi người, nó rất là thơm, cái mùi thơm thơm lắm mọi người. Và bây giờ là mình tắt lửa trộn, nãy giờ rồi thì cái hoa chuối cũng đã thấm rồi. Mình muốn cho nó đều hơn cho nên là bây giờ là mình đã tắt lửa và trộn cho nó đều hòa nha mọi người. Đây
đây là cái chảo rồi xong. mình đã xào ốc hoa chuối cũng đã xong rồi đó mọi người. Và đây là đĩa ốc hoa chuối cũng đã xong rồi đó mọi người. Mình đã múc lên đó mọi người. Và bây giờ mình xin mời mọi người, mình xin mời mọi người nha. Mình sẽ dùng thử cái món này như thế nào nha. Ngon lắm mọi người ơi. Ốc rất là ngọt, ốc chuối thì nó thấm những cái nước ngọt đó rồi, cho nên là nó rất là ngon. Ngon lắm mọi người. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Và video mình xin kết thúc ở đây. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những clip sau nha.